Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ mâu thuẫn khi biết chồng ngoại tình và có con riêng với người khác, trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân, người vợ đã cắt cổ quý của chồng khi anh này đang nằm ngủ. Sau khi xảy ra vụ việc, nỗi ân hận dày vò chưa bao giờ tha cho người vợ này. Giá như chị bình tĩnh lại một chút, giá như cả hai có thể nói chuyện với nhau. Sáng 20 tháng 4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang cho biết, bệnh viện đang cấp cứu bệnh nhân tên T, 30 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, nhập viện trong tình trạng cổ quý bị cắt, tuột đứt 2/3 da biểu, mất máu nhiều, huyết áp tụt và đặc biệt là suýt đứt niệu đạo. Bác sĩ điều trị cho biết thêm, lúc nhập viện, do ngại ngùng nên anh T khai, do lúc đi cắm câu bị con dao rơi trúng vào hạ bộ. Sau khi được các bác sĩ tư vấn hỏi han, thì anh thú nhận do mâu thuẫn gia đình nên bị vợ dùng dao cắt. Điều này cũng khiến các bác sĩ và mọi người bất ngờ vì đòn trả thù độc ác của người vợ. Cũng qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân được xác định, trong lúc anh T nằm ngủ thì người vợ rón rén cầm dao Thái Lan đến cắt cổ quý của chồng. Bị đau, anh T chạy nên cổ quý chưa bị đứt lìa. Anh T chạy ra ngoài hô hoán mọi người ứng cứu. Một người thân của anh T cho biết, nghe thấy tiếng kêu của nạn nhân, mọi người vội chạy đến thì sững sờ trước sự việc xảy ra. Nhanh chóng, một người trong gia đình đã gọi xe đưa anh T đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang để cấp cứu. Khi xảy ra sự việc trên, anh T hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo và không say rượu. Thật may mắn khi anh T được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng. Trong trường hợp này, nếu để bị mất máu nhiều, nạn nhân sẽ tử vong. Theo tin tức từ người nhà của nạn nhân, nguyên nhân xảy ra vụ việc này là do anh Tê ngoại tình và có con riêng với một người phụ nữ khác. Trong những năm gần đây, nhiều trường hợp nam giới bị vợ cắt cổ quý do ghen tuông, mâu thuẫn đã khiến dư luận bức xúc. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang cũng đã điều trị 2 ca bị cắt cổ quý. Trong đó, một trường hợp ngụ ở thành phố Long Xuyên bị vợ cắt do ghen tuông và người vợ sau khi gây án đã uống thuốc sâu tự tử, không cứu chữa được. Một trường hợp khác là thanh niên ngụ ở huyện Thoại Sơn, An Giang do chán đời, không muốn lập gia đình nên dùng dao lam tự cắt cổ quý. Điều khiến nhiều người nói về vụ việc, người vợ của anh T sẽ bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng điều khiến chị day dứt xấu hổ nhất chính là bản án lương tâm. Chính anh T cũng lâm vào cảnh sống trong nỗi sợ hãi, e ngại. Trên khuôn mặt u ám vì thiếu ngủ, thức khuya trong bệnh viện, vợ anh Tê tỏ vẻ hối hận. Khi thấy máu chảy quá nhiều, tôi hoảng quá. Thật may nó chưa đứt hẳn. Thực sự bây giờ tôi hối hận lắm rồi. Trong lúc thiếu suy nghĩ, tôi làm gì cũng không biết nữa. Bây giờ tôi chỉ mong chồng mạnh khỏe, lành lặn trở lại để về nhà thôi. Cậu nhỏ bị cắt lìa đây có lẽ là tai nạn kinh hoàng nhất đối với cánh mải dâu, bởi hậu quả khi cổ quý bị cắt lìa rất khó lường. Tuy nhiên nếu phái mạnh biết cách sơ cứu kịp thời và bảo quản đúng cách phần cậu nhỏ bị cắt rời thì hy vọng có thể nối liền thành công lên đến 80% trong khoảng thời gian dưới 10 tiếng kể từ khi xảy ra tai nạn. Ngay khi dương vật bị cắt lìa, cần phải rửa sạch phần bị đứt bằng nước muối sinh lý rồi dùng gạc sạch bao bọc lại cẩn thận. Nếu không có gạc thì cho vào túi ni lông rồi cho vào thùng chứa đá lạnh. Tuy nhiên tuyệt đối không để phần cậu nhỏ bị đứt lìa trực tiếp lên đá lạnh, vì sẽ khiến mô bị phá hủy và rất khó để cứu sống dương vật. Khi bộ phận cơ thể chưa đứt lìa hoàn toàn, không nên cắt rời ra. Thay vào đó, dùng gạc sạch băng lại, đặt túi đá bên cạnh để giữ nhiệt độ tương đối lạnh. Tránh đặt đá trực tiếp lên vết thương. Nếu sơ cứu kịp thời và đúng cách, hy vọng nối liền cậu nhỏ có thể lên tới 80%. Thời gian tốt nhất để cứu sống được phần cơ thể bị đứt lìa là 6 tiếng. Chính vì thế, ngay sau khi sơ cứu cho bệnh nhân, người nhà cần nhanh chóng đưa họ đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Trong trường hợp này, nam giới cần phải dừng ngay chuyện ái ân, túm chặt cậu nhỏ, giữ cho tới khi tìm được một miếng băng hoặc mảnh vải để cuốn chặt cầm máu. Chia sẻ về góc độ tâm lý, chuyên gia tâm lý giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền cho biết, việc cắt cổ quý chồng của người phụ nữ nói trên là tìm kiếm sự thỏa mãn khi rơi vào trạng thái tâm lý cuồng ghen. Vì không kiềm chế được cơn ghen, người phụ nữ đã gây ra một hành động mất nhân tính với chính chồng mình. Đối với những người đàn ông trong trường hợp này, cần phải tỉnh táo để nhận ra sự bất thường của người vợ.
Luật sư Lê Hồng Hiển, giám đốc công ty luật Nay và Mai, đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ, có thể nhiều bà vợ đã nghĩ nếu mình cắt của quý của chồng có thể khiến chồng không lăng nhăng, ngoại tình, hay chồng mình sẽ không tố cáo nên cứ làm đại. Tuy nhiên đó là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải lên án và trừng trị nghiêm khắc. Hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Tùy tính chất mức độ, hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, để có căn cứ xử lý, cơ quan điều tra cần trưng cầu giám định thương tật cho người bị hại. Vì theo điều luật nói trên, chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự khi đạt một số điều kiện nhất định về tỷ lệ thương tật, yêu cầu của người bị hại. Theo luật sư Nguyễn Trường Thành, trưởng văn phòng luật sư Vạn Lý, Cần Thơ cho biết, hành vi cắt của quý là hành vi trái pháp luật vì đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Vì vậy, người vợ cắt của quý chồng có thể bị xử phạt về hành vi cố ý gây thương tích. Theo luật sư Nguyễn Trường Thành, hành động này khiến người chồng tổn hại sức khỏe trên 11%, thì người chồng có quyền làm đơn đề nghị công an xử lý. Trong trường hợp người chồng không đề nghị công an xử lý hình sự, thì người vợ vẫn có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác với mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Nếu hành vi cắt của quý khiến người chồng bị tổn hại sức khỏe trên 30%, thì dù người chồng không có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý, người vợ vẫn có thể bị khởi tố hình sự về hành vi cố ý gây thương tích. Luật sư Nguyễn Trường Thành phân tích. Những thông tin trên đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.